nền giáo dục chất lượng quốc tế, Canada là điểm đến yêu thích của nhiều du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, rào cản của các bạn học sinh là lại là phần chứng minh tài chính khi xin visa thị thực với lãnh sự quán. Thì một tin vui dành cho tất cả các bạn học sinh là kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2016, khi các bạn học sinh nộp đơn theo học tại trường Red River College, thì các bạn sẽ không cần phải chứng minh tài chính vì trường nằm trong danh sách các trường du học được xét visa dạng ưu tiên, không cần chứng minh tài chính CS hay được gọi là Canada Express Study. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ nét về trường Red River cùng với công ty Tân Đại Dương các bạn nhé. Thì tổng quan về trường cao đẳng Red River, về quy mô, các trang thiết bị và kỹ thuật mới liên tục được cập nhật. Về số lượng thì số lượng sinh viên nhập học hàng năm tăng. Về uy tín thì sinh viên của Red River College tiếp tục được đánh giá xuất sắc trong công việc sau khi tốt nghiệp, là trường cao đẳng công lớn nhất ở bang Manitoba. Chương trình đa dạng, dễ dàng cho sinh viên lựa chọn từ chứng chỉ bằng cao đẳng đại học và chứng chỉ sau đại học. Trường có hơn 30.000 sinh viên. Tiền học phí tại trường cao đẳng Red River và sinh hoạt phí ở Winnipeg thấp hơn khoảng 35% so với Vancouver và Toronto. Cơ sở vật chất và trang thiết bị thì luôn luôn trong tình trạng mới. Giảng viên là những chuyên gia trong ngành. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì khá là cao. Về các ngành đào tạo của trường thì trường có các chuyên ngành như sau: kinh doanh và nghệ thuật ứng dụng, khoa học máy tính và công nghệ hệ thống thông tin, nghệ thuật sáng tạo, thiết kế đồ họa, kỹ thuật số đa phương tiện, đồ họa máy tính 3D, khách sạn, nghệ thuật ẩm thực, khách sạn và quản lý du lịch, thương mại ứng dụng và quản lý giáo dục kinh doanh quốc tế, quản lý công nghệ, dịch vụ cộng đồng, y tế và khoa học, ứng dụng giao thông và vận tải, công nghệ không gian vũ trụ. Với những thông tin mà tôi vừa cung cấp thì các bạn thấy đây là môi trường rất đáng để các bạn theo học phải không? Mọi thông tin chi tiết về học phí cũng như các kỳ khai giảng, các bạn hãy liên lạc với tư vấn của chúng tôi theo số điện thoại 38484879 để được chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Còn về điều kiện tham gia chương trình du học Canada dạng visa ưu tiên, các bạn cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc thành viên của các trường cao đẳng và học viện Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm, đạt tối thiểu IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần nhất, xin giấy xác nhận đầu tư đảm bảo từ ngân hàng Scotiabank với trị giá là 10.000 đô la Canada để chi trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Hồ sơ xin thị thực được nộp 60 ngày trước ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ xin thị thực. Ưu điểm của chương trình này là các bạn học sinh sẽ được ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên tham gia vào các chương trình visa dạng ưu tiên. Hồ sơ chứng minh tài chính thì gọn nhẹ hơn, thời gian xét visa nhanh hơn. Thì chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ góp phần khuyến khích thêm nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Canada và các trường cao đẳng cũng như học viện là thành viên, là điểm đến học tập của mình. Để biết thêm về thông tin chi tiết của trường, các bạn hãy đến ngay với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang, không có chi nhánh nào ở ngoài thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.